Hello mọi người, đây là chuyên mùi cái lắm. Hai ta con đi. Đây là bán hàng ở trên trên kia nữa. Đây đoàn tàu. Đâu có thịt mua không? Có xài đấy. 5 cân bao nhiêu ấy con? Ê, cái này về ăn có hết không này? Có đủ cân về mới bán á. Anh tâm quay. Đấy, đấy là cảnh người ta buôn bán ở trên đê. Để cháu xem cho nổi cái răng. Vào bán xả ngay bắt đầu bình minh lên. Vô thảo cho chín chút này. Sáu giờ 9 phút thì bắt đầu mặt trời mọc.
người ta bán hàng bên trong nước này. Giờ là chuẩn bị vào để ăn bún này. Xoài. Mọi người bán hết rồi này. Đây. Đấy là đây. Tất cả những cây mới trái băng. Đây những quả dứa này. Đấy người ta bán. Cũng chất bánh xèo. Nghe họ tai tiếng á. Sao bu chê hả? Đây người ta bán hàng em ơi, không? Sao bu chê ký bao nhiêu à? Nhìn đồ ghê. Người ta bán hàng ở đâu vậy? Coi cho con trái ăn thử coi. Một trái nhắn. Em nhận. Sao bu chơi rồi? Đi chỗ nào rồi? Anh ơi, anh ơi. Ba ký không có hai đâu. Chó. Tâm mà. Chào 3.000 người xem. Bán hàng cứ 3 ký ra đi 4 ký em 1 ký không bán nha. Đây đây. Đây chờ nổi cái răng về bán sáng này. Đây là vào chợ nổi nha. Tứ ăn bún, tiệm bún đi chú ơi. Chú ơi. Đây. Đây là vào bắt đầu vào chợ nổi đây rồi à chú. Người ta sống ở trên này à chú. À. Dạ. Dạ. Đây là ai? Dạ. Cái gì cũng bán. Đây là các khóm, khóm nhà, khoai,
rồi bán khóm, su hào đây. Ở trên sông nước 6 giờ 9 phút mặt trời sẽ mọc nha mọi người. Vừa nước ngọt này, cà phê. Cô này là tiến lên đây rồi. Đây là lại 300 con vào gần này. Cô này bán rất là đắt hàng này. Đây đây. Ở trên núi cái răng này chú là anh thực ra lên đấy, lên đấy mấy xem. Lên đây mấy xem. Lên đây mấy xem cho toàn cảnh. Chung chung dậu chỉ nên vào kem bún. Có đủ cân nước về không anh? Anh vừa nhỉ? Thêm 20 qua hả? 30 ngàn ký, tới 60 ngàn. Tổng của mấy tá lên đây là trên 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 sông nước á. Đây. Có đủ anh lì về máy bay không? Có đủ anh lì về máy bay thì mua. Lên đây đi rồi. Chung cho mắt nóng đây trong đang là mua chung cho trong á hay mua sao mua chế ta trăm năm chục quá thôi.
Bên mình đang mua ăn. Mình cho mình ăn chết luôn. Uống 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 trước. Coi cho một ly cà phê đá. Anh cầm quay em lấy cho mình. Cà phê. Đây cà phê. Cầm cầm quay đi anh. Ai mua ăn phở kìa. Đây. Cái gì đấy là quay 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 nhìn quay trong trong đẹp. Cà phê đắng nghe. Cà phê đắng. Cô thử uống không? Cô uống không? Đắng không? Không uống cái này tỉnh ngủ được, uống được. Không không sao. Ờ uống cái này cảm thấy uống cái này tốt. Quá gì đấy? Mình chỉ tới tôi rồi. Ký bao nhiêu chú? Ký bao nhiêu? Mày chơi ăn chưa? Quả gì đó? Hả? Hả? Không quả gì mà? Không chỗ ăn chín à? Không tâm về mình. Nó đang 6 tấn nha, 6 tấn rồi đó, bây giờ 8 tấn thôi. Ôi pha bu chê. Đây là yêu là cưới rồi. Đây là quả mãng cầu. Đây bị sữa chú bán rồi. Đưa lên về. Bán cho du khách là nhiều ấy. Xe dừng ăn sáng à?
Ăn gì đây? Ăn bún nè. Ăn bún nè. Ăn sáng này bún này. Cái đấy là bún này, hủ tiếu ơi. Đồng giá 35 hả? Thế lấy lấy hai tô hủ tiếu, lấy em hai tô hủ tiếu, đây hủ tiếu hả? Hai tô hủ tiếu, mở hủ tiếu thật nhiều. Hủ tiếu thì bỏ thịt với giò nhiều vào. Hôm nay sang bên kia là ngã đấy. Anh này anh chỉ linh tinh nhé. Ở đây không có màn ăn à? À rồi rồi. Anh ơi. Ta lại là lấy rẻ chứ. Vậy ăn gì kêu nè. Đây. Đây là cái thôi, cái bán hết của bạn là khỏi ăn luôn á. Ăn gì? Ăn đó luôn. Anh nghe anh. Trời. Lầy tối trong ấy. Một tô hủ tiếu ấy. Thêm một tô nữa. Rồi, ăn gì chứ? Thêm một tô hủ tiếu nữa. Dạ dạ một tô rồi, rồi hai tô rồi, hai tô rồi. Hủ tiếu, rồi ok. Đi lại đâu đi nữa. Ok.